Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay Chịu có về một lô gốm Nam Bộ nha. Đã gốm Nam Bộ chứ em còn khoảng có chừng 20 mấy 30 cái nữa là hết rồi. Đã với bộ trường kỷ, đồng hồ rệt Manin, máy là đóng rệt Manin nha. Để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Đó, đây là mã số 1D đầu tiên. Đó chính là một cái trò tam long nhất hạt nha. Đây một cái trò tam long nhất hạt nha cô chú anh chị mình ha. Chiều cao là 3 tấc 4. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Cái dĩa này là dĩa tàu xưa nha cô chú anh chị mình ha, thập niên 90, dĩa con hạt. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha, để em quay một vòng cho cô chú anh chị mình xem. Đây, đường kính dĩa của nó luôn là 3 tấc rưỡi. Tam long nhất hạt rất là đẹp luôn nha. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em một vòng. Đó, trò thì em bao liền lạc là lặn luôn. Bao trò này là không có bị bể mẻ đắp giá cho nào hết. Mã số 1D đầu tiên em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn có giá là 1.300.000. 1.300.000 em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 2D đó chính là một cái chậu lái thiêu. Đó. Lành tích cũng được 90%, màu xanh rất là đẹp, chiều cao 3 tấc. Phủ bì của nó luôn là 34. Lọt lòng là 25. Mã số 2D. Đây rất là đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Chậu này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó cô chú anh chị mình xem đế giùm em. Liên lạc và lành lặn, không bị bể mẻ đắp giá cho nào hết. Đó, cũng được 90% lành tích nha. Chậu này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 500.000, bao ship toàn quốc nha. Đó, còn chỉ có 20-30 cái thôi. Hàng lái thiêu, đó, chim hoa, chậu chim hoa nha. Hàng lái thiêu mã số 3D. Chiều cao 29, phủ bì 34, lọt lòng 27, trên đây nó có lủng một lỗ nha. Đó, do người ta lấy cái mũi khoan, người ta khoan từ hồi xưa tới giờ chứ không phải là mới đây nha. Đó. Còn chậu thì lành tích cũng được 90%. Đó, cô chú chị mình xem giùm em, màu da lương rất là đẹp luôn. Đó, cái tích của nó là chim hoa. Mã số 3D em giao lưu cho quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 500.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 4D cũng là một cái chậu lái thiêu. Đó, tóc 1 đường, 2 đường, 3 đường, 4 đường người ta đã tái chế lại rồi nha, nhưng mà không mất thịt. Chiều cao 2 tấc 8, phủ bì là 40, lọt lòng 32. Đó, cái đường tóc là cái âm thanh nó rất là khác luôn cho cô chú anh chị mình ha. Đây, không mắc thịt nha, vệ sinh lại rồi mình đánh bóng lại nó rất là đẹp. Đó, cũng có giá là 500.000, đồng giá bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, mã số 5D, một cái chậu tai bèo. Đó, tỷ lệ lành tích còn được 80%. Đó, 20% là men nó hơi chốc nhẹ tí xíu thôi. Hàng lái thiêu, chiều cao 2 tấc 6, phủ bì 37, lọt lòng 27, trên đây có một đường tóc nứt nha. Đó, có sao là em báo chính xác cho quý cô chú anh chị mình luôn, không mất thịt. Mã số 5D có giá là 400.000, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. 400. Mã số 6D, một cái chậu chim hoa luôn. Đó, bên đây nó có 3 chữ nha, 4 chữ phúc lộc thọ trường. Chiều cao 2 tấc 7, phủ bì 41, lọt lòng 30. Đây, trên miệng nó bị mẻ xí xíu chỗ này nha. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Đó, bên đây luôn. Đó, và bên đây nữa đây. Ở trên nhìn xuống thì mình không thấy. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Đó, mặt dưới nhìn lên thì mình mới thấy nha. Đó, tí xíu thôi. Đó, mẻ chút xíu thôi. Đây, chậu này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 600.000, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, tới cái lưu. Đó, lưu lái thiêu. Lưu này có đường tóc nứt nhẹ chỗ này nha. Đó. Chiều cao 30, lọt lòng 23, lọt lòng 23. Mã số 7D em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn, cũng giá là 600, bao ship toàn quốc cho quý chú anh chị mình luôn nha. Đây, mấy cái còn mấy cái chậu lớn nha, nhưng mà cũng có tóc nhẹ nhẹ thôi. Mã số 8D, đó, chậu rồng Biên Hòa xưa, đầu đời đầu của Biên Hòa nha, đời cuối lái thiêu. Rồng nắp nổi rất là đẹp luôn nha.
Bên đây tóc nứt một đường. Đó, ta đã tái chế keo lại rồi, được hai đường tóc nứt. Chiều cao 3 tấc 8, phủ bì 50, lọt lòng 44. Đó, của chú chị mình xem cho em một vòng nha, rất là đẹp, liền lạc và lành lặn luôn. Đây, mã số 8D. Em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn, có giá là 1.600.000. Bao ship toàn quốc luôn nha. 1.600.000. Mã số 9D. Một cái chậu song long hồi đầu nha. Đó, hàng lái thiêu già. Chiều cao là 3 tấc rưỡi. Phủ bì của nó luôn là 64. Lọt lòng là 52. Đó, hàng lành tích và liền lạc luôn. Mã số 9D. Đây, bên đây thì nó có bị mẻ tí xíu chỗ này nha quý cô chú anh chị mình ha. Xem kỹ giùm em. Em quay không rõ chi tiết, của chú anh chị mình cứ liên hệ để em chụp hình để cho cô chú anh chị mình biết thêm chi tiết và rõ ràng hơn nha. Đó, mã số 9D. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.900.000. Bao ship toàn quốc, cái này là thu hồi giá vốn, bữa nay là không có kể lỗ lời gì hết trơn nha. Những cái chậu này. Mã số 10D cũng là một cái song long hồi đầu luôn nha, rất là đẹp. Chiều cao 3 tấc rưỡi, phủ bì 65. Lọt lòng 52, thủ công tay. Đây, chậu này thì có đường tóc nứt một đường, hai đường, ba đường nha. Đó, bên đây thì bị mẻ nhẹ tí xíu cái tăng chỗ này. Đó, quý cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Đó, nếu mà nhìn không kỹ thì cứ liên hệ với em để chụp hình biết thêm chi tiết nha. Đó, không mất thịt. Mã số 10D. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.300.000. Bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó. Mã số 11D. Đó, một chậu lái thiêu già. Chiều cao 3 tấc 4, phủ bì 50, lọt lòng 40. Tóc nứt một đường phía bên này. Đó, đã làm lại nha. Có sao em báo y gan như vậy quý cô chú chị mình luôn. Bên đây nó bị mẻ tí xíu trên này luôn, tóc nứt nè. Đó. Bên đây mới bị mẻ. Đó, bên miệng này mẻ tí xíu thôi. Không mất thịt. Đó, còn khá là liền lạc và lành lặn luôn nha. Đây, màu xanh ngọc rất là đẹp. Gồng phun nước. Đó, về của chú anh chị mình vệ sinh đánh bóng lại cái thôi là mình vô những cái cây yêu thương của mình đem vô nhà mình trưng nha, mang nét đẹp cổ xưa lại nha. Mã số 11D em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn, có giá là 1.200.000. Bao ship toàn quốc luôn nha. Mã số 12D cũng là một cái cá, một gồng phun nước luôn nha. Chậu này cũng còn liền lạc và lành lặn luôn nha. Chiều cao 3 tấc 7, phủ bì luôn là 58, lọt lòng luôn á là 46. Đây, hàng khá là liền lạc và lành lặn luôn nha cô chú chị mình ha. Đó. Mã số 12D em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.400.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 13D, một cái đờn bầu. Đó, đờn này em không biết kêu bằng đờn gì luôn nữa. Đó, nhưng mà còn liên lạc lành lặn vẫn xài được nha. Để em đo chiều cao nó lên thế ngay nha. Nhưng mà cái đờn này thì em bao tuổi đời khoảng cỡ chừng 40-50 năm trở lên. Chiều cao là 1m26. Bề ngang chu vi cái bụng bầu này của nó đó ha là 82. Không biết đờn này là đờn gì, của chú chị mình biết thì giải thích giùm em rất là cảm ơn nha. Đó. Liên lạc lành lặn luôn nha. Nói chung là cây nó không có bị bể mẻ gì hết trơn, nhưng mà rất là dày, không có mối mọt gì mà ăn được hết trơn nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.000.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, tới cái đồng hồ cho cô chú anh chị mình ha. Đồng hồ này của Đức, hai gông. Đó, hai gông nha. Hai nồi một gông nhện. Chiều cao 48, dung dứt của nó là 4 tấc 8 đó. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó, máy là máy Đức. Cái này là em bao là đồ gin cũng được 90% nha cô chú chị mình ha. Xung quanh này cẩn ngóc rất là đẹp. Kiến này em chưa vệ sinh. Đó, để hạ xuống đây. Đây. Đó. Đây, gông nhện nha. Mặt là mặt số La Mã. Cái này tuổi đời khoảng 50-60 năm trở lên rồi. Đó, nửa tiếng quýnh một lần, gông nhện quýnh rất là hay.
Đó, âm thanh rất là vang dội nha. Đây, cái này em giao lưu với quý của chú chị mà luôn, cũng có giá là 3.600.000, mã số 14D. 3.600.000 bao ship toàn quốc luôn. Đây, tới cặp đôn nha. Đó, em có cặp đôn mặt đá. Cây là bằng cây gõ. Đó. Đây, cặp này em mới về chuyến rồi, cũng có một cặp đã giao lưu với quý của chú chị mình rồi. Cặp này em mới về ngày hôm nay. Mã số 15D. Chiều cao của nó luôn là 79. Đó, số rất là đẹp nha. Mặt đôn của nó luôn là 3 tấc 1. Đó. Cây là bằng cây gõ, quý cô chú anh chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó, mặt là mặt đá. Đây. Đó. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đây, liên lạc luôn. Đó, cây là bằng cây gõ. Đó, em vệ sinh bóng bẫy rất là đẹp. Cô chú anh chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó. Đây, một cặp bằng trang nhau luôn. Đó. Một cái em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn là 2.500.000. Một cặp là 4.500.000 bao phí ship toàn quốc cho quý của chú anh chị mình luôn nha. Một cái là 2.500.000, một cặp là 4.500.000 em bao phí ship luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, ở tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đây, em có một bộ trường kỷ bằng gõ. Đó, này là gõ mật nha. Đó, mà tại vì cái này người ta quýnh dầu bóng lên nè, người ta sơn bóng lên, người ta sơn bio bóng lên. Đó, bởi vì nhìn thấy nó đen nghe, nhưng mà thật sự nó là gõ mật nha cô chú chị mình ha. Chiều dài cái ghế là 1m98. Chiều dài cái ghế là 1m98 nha. Phủ bì tay vịn bên kia qua tay vịn bên đây. Đây. Còn mà mặt đế ngồi, miếng đế ngồi của nó luôn là 54, là phủ bì nha. Đó là em đo phủ bì ngũ sơn. Chiều cao của nó luôn là 1m18. Đó. Chú chị mình xem giùm em, rất là đẹp, rất là liên lạc luôn. Nhưng cái này là gõ mật nha cô chú chị mình ha. Em báo trước cho cô chú chị mình luôn. Đó. Đây. Để em đo chiều dài cái bàn nha. Đó. Đồ này thì cũng khoảng có tầm 3-40 năm rồi nha cô chú chị mình ha. Cái bàn là 1m36 chiều dài. Bề ngang của cái bàn á là 53. Đó. Chiều cao của cái bàn này á là 78. Đó. Cái này là gì, dáng này là 1 tấm nha. 1 tấm dày lắm nha. Cái này cũng là 1 tấm luôn. Cái ghế là cũng là 1 tấm luôn nha. Để em đo chính xác những cái cột nó thử coi nha. Cột này là người ta chưa tiện khúc này, là người ta tiện chơi khúc trên nè. Chân cột luôn á là, đây, chân cột là 3 tấc nha. Đó, chạm chỗ rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Đây, chân cột luôn. Đó, đó chính xác cho quý cô chú chị mình luôn. Chân cột là 3 tấc 3, tính 3 tấc thôi. Đó, đây, kinh cái ghế này xích ra để cho cô chú nghiêng qua một bên này. Đó, đây cho cô chú chị mình xem mặt dưới nha. Cái đó, cái này là bằng gõ, tại người ta sơn nha. Đó, cô chú chị mình xem cây gõ dưới đây đỏ ao rồi nha. Đó, có sao là em mua và sao bán vậy. Đó, mới siêu tầm về được bộ này thôi. Đó, tại người ta quýnh dầu bóng rồi nó đen thù lù lên thôi. Đó, chứ này là em mua sao bán vậy nha. Đó, đây để em coi cái mặt bàn nó thử cái dáng này dày mấy phân nha cô chú chị mình ha. Đây, từ con số 1, đây, đầu này đi. Cái đầu đó nó mất cái ấy rồi. Đây, 3 phân. Dáng dày là 3 phân yếu một chút thôi. Có khoảng tầm từ 2.5 phân. Đấy, em trừ hao cho quý cô chú chị mình luôn là 2.5 phân, tại nó vô mộng vô miết nữa, rất là dày. Đây, những cái chạm chỗ này của nó luôn nè, cô chú chị mình xem như nè, 2 phân nè. Đó, em đòi hạo đây, nó đã 2 phân rồi, rất là dày. Một cái ghế như vậy hai người ginh á là cũng hơi bị quằn tay nha cô chú chị mình ha. Đó, chứ không có phải mà nhẹ đâu. Đó, mã số 16D em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 58.000.000. 58.000.000 em bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình nha. 58.000.000 bộ này, đó, bao phí ship 1.000 cây số luôn. Đó. Mã số 17D. Đó chính là một cái đồng hồ. Đó, máy thì đóng rệt manin. Đây, để em đo chiều cao cho quý cô chú anh chị mình đều biết nha. Đó.
Chiều cao là 2m1. Chiều cao là tới đỉnh là 2m1 nha. Đó, bề ngang của nó luôn. Bề ngang là 5 tấc. Bề ngang là 5 tấc nha, nhỏ nhất nha. Nếu mà lớn nhất thì cũng phải tầm từ 5 tấc 3, 5 tấc 4. Mặt đồng hồ em đo từ bên đây qua bên đây luôn là 2 tấc 7. Đó, quý cô chú anh chị mình xem giùm em. Vẫn xài tốt bình thường nha, chạy động cơ. Đó, chạy động cơ thứ nhất, thứ hai cái nữa đó là mặt đồng hồ nó rất là lớn, quả lắc rất là lớn nha. Đó, chạy cơ 12 rong 12 búa, máy đóng dệt manin. Hàng còn 90% là máy ngon nha. Đó, để em quay thế coi, giờ này là nửa tiếng là 15 phút là nó đều một lần nha. Đó. Đây. Chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó. Đây để em kéo lên thử coi nha. Đó, nói chung là em bao xài 12 gông 12 búa. Đó. Đây của chú chị mình xem giùm em, âm thanh nó rất là hay. Đó. Âm thanh là khỏi chê nha. Đó. Đây, 12 rong 12 búa máy lớn đóng dệt manin. Đó. Đó cô chú chị mình có thắc mắc điều chi thì chúng em sẽ liên hệ với em chụp hình để gõ biết thêm chi tiết nha. Đó, hàng này rất là đẹp. Mặt quả lắc cũng khoảng tầm từ 2 tấc mấy. Đó, mã số 17D. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 26.500.000, bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, quên cho quý cô chú anh chị mình coi cái đóng năm của nó có đó nữa. Đó. Trên đây là nó có đó đóng màu năm nè. Đó, 1979. Đó, đây cái đầu rô đây là cái hiệu máy đây, 1979. Đây trên đây nó cũng đóng luôn, cũng là cái hiệu máy và cái logo luôn. Đó, cũng là đóng đây là 1979. Đó, cô chú anh chị mình cứ xem và liên lạc với em. Đó, để em giao hàng cho cô chú anh chị mình về xài nha. Đó, có giá là 26.500.000. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ Thanh Triệu rất là nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.